Thôi đi về đâu, bố đi quay đây. Nó đâu có ba thợ đấy nữa anh. Ui, anh à, người chỗ này nó chật quá nhỉ. Chỗ này nó xây nhà vệ sinh à? Nhà gì ạ? Công trình gì ạ? Nhà vệ sinh. Đấy là nhắc lại ngay. Mình không để ý đâu, nhưng mà nhắc lại thế là biết ngay rồi. Chỉ là đấy là chỉ là nói là biết ngay rồi. Bọn tao bắn chim giam bố vợ thực được mấy con sẻ thì đến bữa thì dán lên trong là thực bảo bố ăn chim đi. Đứa anh như thằng hoàn chua nó lại đai nại không à. Bảo sao lại bố ăn chim đi. Bố ăn con chim đi à. Hoàn chua lại đai nại mà đi, lúc ấy mình bị gãy răng cửa này mà mình buồn cười quá, mình đang ăn minh động một phút động nhá. Thì giống đài lại mới nhớ mới nhịn mới để ý, câu đi ai tại ý để ý đâu. Nếu anh như thằng hoàn chua thì thực bảo thực gấp cho ông ấy con chim, bảo bố ăn chim đi. Hoàn chua lại nó chơi lại lại bảo sao lại bố ăn chim đi. Cái này là rất là ốp hết chứ anh. Ừ. Vạ vữa để ốp rồi. Cán phẳng ốp. Thằng này nó có tiền nhưng nó cứ lạ chấp dần dần. Giống nó có tiền hay chứ. Không, nếu có tiền thì chơi làm một thẻ, còn đội có tiền thì cứ chắp vá linh tinh nhỉ. Nghĩ ra nó làm. Thế này nó đổ mái hay là nó ấy anh? Đổ mái thì chú bảo bắn tôn. Bắn tôn hả? Xây cái này đổ thì gì. Nó chắc là đi làm gì với nhà hả? Đi Sài Gòn. À, đi Sài Gòn chắc là đi cùng bọn thường dân được hả? Anh không biết. Bọn nó đang... bà bảo nó đi thì mình biết. À bọn đấy thì nó cứ đi liên tục.